chào quý các bạn. VinFast Lux Edge 2.0 đang đứng ngay bên cạnh tôi. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem mẫu SUV với mức giá khoảng hơn 1,7 tỷ đồng có những điểm gì hay. Và trước khi đến với nội dung chi tiết, xin mời các bạn hãy click vào phần đăng ký và rung chuông để liên tục nhận được các video xe mới của chúng tôi. Các bạn có thấy không ạ? Vẫn là cái lưới tản nhiệt mang cái cảm hứng thiết kế từ những mẫu ruột bậc thang của Việt Nam. Và logo chữ V ở giữa kèm theo dải đèn LED vuốt kéo nối liền cái dải đèn LED hai bên này là một điểm nhấn rất ấn tượng ở phần đầu xe. Các bạn cũng đừng quên rằng ở bên phía bên phải chúng ta sẽ có một cái nẹp mạ chrome ở đây. Theo như nhà sản xuất nói thì đây là cái chữ F cách điệu và logo VinFast có ngay ở phần đầu xe. Đây các bạn ơi, hốc hút gió thật nha, đú tay và thoải mái nha. Và hốc hút gió này thì đảm nhiệm cái nhiệm vụ là triệt tiêu cái luồng gió xoáy ở phần hộp bánh xe, giúp cho chiếc xe tăng tốc tốt hơn. Và đây, hốc gió, đây các bạn này, hốc gió đi thẳng vào bên trong hộp bánh. Đây là hốc gió đảm nhiệm cái vị trí là mát cùng phanh và đĩa phanh. Chiếc xe Lux Edge 2.0 này cũng sở hữu cái thiết kế xu hướng hiện nay của các mẫu xe hiện đại. Phần đèn pha và đèn LED được trang bị tách rời. Đèn pha thì đã được đưa xuống phần cản trước. Đây các bạn này, các bạn thấy đèn chiếu góc nhá, đèn mở góc lái này đây. Bánh vừa đánh sang bên trái một cái là đèn lên luôn, đánh sang bên phải đèn cũng lên luôn này. Cái phần đèn mở góc lái này thì được nằm ở dưới cụm đèn sương mù ở phía dưới. Đèn pha được bật lên này các bạn này. Đấy. Chúng ta có thể điều chỉnh độ cao thấp của đèn thông qua cái con lăn. Cụm phím bên này chúng ta sẽ có bật chỉnh điều chỉnh hệ thống đèn này, auto này, tắt này, bật đèn LED định vị ban ngày này, bật đèn pha này. Ở đây chúng ta có nâng chỉnh góc của đèn luôn. Và các bạn có thấy rằng là ở trên Lux Edge 2.0 thì chúng ta sẽ có trang bị thêm một tính năng nữa là hỗ trợ đổ đèo xuống dốc. Đây, nút bấm vào đây các bạn ạ. Mở cốp đây. Và hệ thống camera 360 độ được kích hoạt ở nút này. Bộ vành nhìn khá là thể thao đấy ạ. Bộ vành của chiếc xe này là bộ vành tùy chọn 20 inch trên phiên bản cao nhất. Ngoài ra thì các bạn sẽ còn có một bộ vành nữa dành cho chiếc Lux Edge 2.0 này. Đó là bộ vành 19 inch. Nó đi theo cái thiên hướng sang trọng. Còn bộ vành này thì nhìn nó thể thao, nó khỏe khoắn hơn. Đây, các bạn có thể thấy lốp Goodyear và thông số của lốp 315-35R20-1234. Vâng, các bạn có thể thấy một chiếc SUV có cái thân hình khá là to lớn với chiều dài khoảng 4m9 và chiều cao khoảng hơn 1m7. Và chiều dài trục cơ sở của chiếc Lux Edge 2.0 này cũng rơi vào khoảng hơn 2m9 đấy các bạn ạ. Chúng ta sẽ có một khoang nội thất khá là rộng với cái cấu hình của xe là 5+2. Lux Edge 2.0 thì sở hữu cái khoảng sáng gầm là 192mm. Thể thấy cái phần gầm. Đấy. Phần càng này là càng hợp kim nhôm đây này. Treo khí nén ở phía sau đây này. Đây. Đấy. Treo khí nén đấy. Trước tiên đến với cụm gương chiếu hậu khá là to này thì tôi muốn chia sẻ với quý các bạn rằng tất cả các cái đường giáp nối rồi các cái chi tiết của chiếc Lux Edge 2.0 này đều được VinFast hoàn thiện ở mức tốt. Xi nhan báo rẽ LED nhé, đẹp đấy chưa? Và cũng sẽ có hệ thống camera 360 độ xung quanh xe. Đây là hệ thống cam trước này. Đây là hệ thống cam 360 này. Đây tôi có thể điều chỉnh cam ở đây. Đây là cam bên trái này. Cam bên phải này, ở đây. Đây là cam ở đằng sau này. Và cam ở đằng trước. Camera 360 là một trang bị chuẩn rồi. Nhưng có một điểm tôi chưa hài lòng hệ thống camera này, đó chính là chất lượng của camera.
nó chưa cho chúng ta cái độ sắc nét cao các bạn ạ. Hệ thống kính xung quanh xe đều được trang bị các cái loại kính mà đã có một cái lớp phủ cản bớt tia UV để gây ra những cái hiện tượng nóng ở bên trong xe và ảnh hưởng tới da của người ngồi trong xe nữa. Và các bạn có thể thấy là ở khoang sau đây, kính đã được thiết kế và tráng hoàn toàn một cái lớp đen ở đây. Và ở bên kính trước thì các bạn cũng có thể thấy ngay được cái phần ký hiệu đó. Không hiểu sao cửa không đóng được các bạn ạ. Thử mạnh hay hơn nào. À, tôi biết rồi. Vấn đề nó nằm ở chỗ là cái xe này có cái phần thiết kế xung quanh tất cả các gioăng đều rất là kín. Đây, khi các bạn có thể nhớ, tôi sẽ mở cái cửa ra này. Đây, sẽ mở cái cửa ra một tí như thế này. Khi các bạn đóng này, đấy, một phát nó hít vào ngay. Và với rất nhiều câu hỏi hỏi rằng với chìa khóa điện như thế này, khi mà chiếc xe hết sạch, không còn một chút điện nào ở trong bình, thì làm thế nào chúng ta có thể mở cửa? Rất đơn giản các bạn ạ. Với những cái mẫu xe ngày nay thì chúng ta sẽ có nhiều những cách khác nhau. Nhưng mà đối với VinFast Lux SA 2.0 hoặc Lux A 2.0 chúng ta có thể dùng cái chìa khóa phụ này để chúng ta tìm tới ổ khóa bí mật được giấu ở bên trong đây các bạn ơi. Đây, các bạn thấy này. Đó, chúng ta cắm chìa vào, mở là cửa sẽ được bật ra. Các bạn nhìn thấy phần đuôi xe trực diện không ạ? Giống cánh chim không? Và cái giải đèn LED này nối liền hai cái cụm, nối liền cụm đèn hậu của chiếc VinFast Lux SA 2.0. Chỉ có điều là khi mà chúng ta nhìn vào phần dưới thì có lẽ là các bạn cũng giống tôi thôi. Chúng ta sẽ thấy khá nhiều chữ và logo chiếc xe. Pầm, vâng, một cú đá chiếc cốp đã được mở lên. Đương nhiên rồi, Lux SA 2.0 một mẫu xe có mức giá hơn 1,7 tỷ cơ mà. Chúng ta được trang bị đá cốp để mở. Và ở trong không gian cốp, nếu mà chúng ta sử dụng cả ba hàng ghế như thế này thì tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể để được hai cái vali cỡ cabin khoảng 24 inch gì đó, size 24 đấy các bạn. Đây các bạn này. Và nếu mà chúng ta muốn gập cái hàng ghế này để tạo cái không gian để đồ tốt hơn thì cũng sử dụng lẫy ở đây. Với không gian cốp này thì tôi nghĩ là sử dụng hai hàng ghế thì chúng ta sẽ để được khá nhiều đồ đấy ạ. Trước tiên xuống hàng ghế thứ ba thì có lẽ là tôi muốn trải nghiệm luôn hàng ghế thứ hai của chiếc xe này. Với cái chất liệu da sờ nói chung là rất là ổn luôn. Đây các cái đường chỉ này, đường chỉ khâu cũng khâu to, chắc chắn. Ở đây thì với cái không gian này thì tôi một người cũng không hề nhỏ bé một chút nào. Cao 1m75 và nặng khoảng 73kg. Thì khoảng trống ở trên đầu của tôi vẫn còn khoảng tầm chục phân, khoảng sáng đầu gối cũng vậy. Ở đây chúng ta cũng sẽ có cổng sạc điện 230V 150W ở đây. Rồi là cổng sạc tàu 12V 120W ở đây. Hai cổng sạc USB, cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Với cái vị trí này của tôi thì tôi sẽ giữ nguyên để cùng đưa các bạn xuống hàng ghế thứ ba để xem hàng ghế thứ ba có cái không gian ngồi như thế nào nhé. Hàng ghế thứ ba theo như tôi vừa cảm nhận ngay lập tức khi ngồi vào đây thì một cái cảm giác nó cũng không được mấy thoải mái đâu ạ. Với một cơ thể không hề nhỏ bé như thế này thì cá nhân tôi, một người cao 1m75 và nặng 72kg, ngồi ở vị trí này thì nó không hề dễ chịu một chút nào. Có chăng nếu mà chúng ta ngồi ở đây thì sẽ chỉ là trẻ nhỏ, hoặc là chúng ta sẽ phải đẩy cái hàng ghế thứ hai này lên một chút để xe lại cái diện tích để chân cho người ngồi ở hàng ghế thứ ba. Nhưng mà khi có cái vị trí để chân thoải mái rồi thì cái phần lưng ghế này nó sẽ hơi bị đứng. Và cái không gian, cái diện tích của cái phần nệm ghế ở phía dưới này nó cũng khá nhỏ, có cửa gió điều hòa ở đây. Cũng sẽ cung cấp những cái luồng gió mát tới người ngồi ở hàng ghế thứ ba. Đằng sau chúng ta cũng sẽ có cổng sạc điện 12V 120W ở đây. Và cái khi mà chúng ta cảm nhận cái cảm ứng này ở trên đây này các bạn này, đấy, kết nối media này, cài đặt đầy đủ ở đây này. À, và toàn bộ cái giao diện này là chúng ta có thể chỉnh sửa bằng tiếng Anh hay tiếng Việt. Đây các bạn có thể gạt một cái xuống luôn như thế này, đấy, cài đặt hiển thị ở đây, thay đổi hình nền, hoặc là chúng ta
để luôn mù căng trải đi, cho có ruộng bậc thang đây, các bạn hãy thấy này, cảm hứng thiết kế của phần đầu xe lưới tản nhiệt ở đây luôn. Mặc dù là cái phản hồi khi mà chúng ta cảm ứng vào cái màn hình này nó hơi chậm, nhưng mà cái cảm giác mà chúng ta chạm, chúng ta sờ, chúng ta vuốt vào đây thì nó tương đối giống với cả những mẫu iPad hay là những cái mẫu điện thoại smartphone hiện đại ngày nay. Các bạn có thể điều chỉnh điều hòa trên đây luôn. Đấy. Có cả mắc AC luôn này các bạn này. Lấy gió trong rồi có cả ion nữa. Không lâu, không lâu. Yêu em kiểu nông dân, yêu em kiểu quê mùa. Yêu từ vụ đông xuân đến hè thu tây mùa. Nhưng em thì trơn trượt như là con cá chuối. Bát đập chắc phết đấy chứ. Nhờ các bạn nhờ. Khu vực cần số các bạn ơi. Chúng ta cũng sẽ có cần số bọc da ở đây. Và với cái tính thẩm mỹ của cần số này thì chắc là tôi cũng sẽ giống với các bạn. Chúng ta sẽ không cảm nhận được cái tính thẩm mỹ từ cái cần số của xe Lux SA 2.0. Còn bên đây, các cái cụm phím điều chỉnh ở đây chúng ta có này. Khởi động Start Stop Engine này. Bật cái chế độ Auto Start Stop. Ngắt động cơ tạm thời khi chúng ta dừng. Đây là tắt cân bằng điện tử này. Ở đây chúng ta có bật hệ thống cảm biến xung quanh xe. Phanh tay điện tử ở đây nữa. Dưới bề mặt tay chúng ta có gì ạ? Mời các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có sạc không dây luôn. Có 3 màu để tùy chọn da. Ở đây chúng ta có da màu nâu. Nhìn khá là sang trọng. Với cái chất liệu da ở đây này, sướng. Chỉ có chăng là cái phần ghế lái này tôi cảm nhận nó thiết kế hai bên này không có thành, khiến cho nó không ôm người lắm. Chúng ta chạy với những cái tốc độ cao hay là vào cua thì người nó sẽ đưa sang hai bên và nó không có cái vị trí để đỡ. Đấy là một cái điểm tôi chưa thực sự ưng ý ở trên chiếc xe này. Đây các bạn có thể thấy rất rõ ràng không gian nội thất của Lux SA 2.0 vào ban đêm, với hệ thống đèn viền nội thất ambient light và màn hình ở chính giữa. Rồi cả đèn ở cái tay nắm cửa này cũng có này. Tất cả là màu xanh. Màu của hòa bình, dịu êm,